Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên duyên với trí nhất thiết trí. Vì các hữu tình mà tu bố thí ba la mật đa, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên duyên với trí nhất thiết trí. Vì các hữu tình mà tu tịnh giới ba la mật đa, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên duyên với trí nhất thiết trí. Vì các hữu tình mà tu ăn nhẫn ba la mật đa, Đại Bồ Tát tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên duyên với trí nhất thiết trí vì các hữu tình mà tu tinh tấn ba la mật đa đại bổ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên duyên với trí nhất thiết trí vì các hữu tình mà tu tịnh lự ba la mật đa đại bổ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên duyên với trí nhất thiết trí vì các hữu tình mà tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện đại bổ tát ấy đem thiện căn này cho các hữu tình cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột khi hồi hướng xa lìa ba tâm đó là ai hồi hướng hồi hướng để làm gì hồi hướng về đâu này thiện hiện đại bồ tát ấy đem thiện căn này hồi hướng mong cầu quả vị giác ngộ cao tột như thế thì tu sáu phép ba la mật đa mới mau được viên mãn cũng tu từ bi hỷ xả của bồ tát mau được viên mãn do đó chóng chứng đắc trí nhất thiết trí cho đến an tọa tòa bồ đề nhiệm màu thường chẳng xa lìa sáu phép ba la mật đa như thế này thiện hiện nếu đại bồ tát chẳng lìa sáu phép ba la mật đa, thì chẳng lìa trí nhất thiết trí. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn được mau trứng, sở cầu, quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tinh tấn tu học sáu phép ba la mật đa, phải siêng năng tinh tấn tu hành sáu phép ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thường siêng năng tinh tấn tu học tu hành sáu phép ba la mật đa như thế, thì tất cả thiện căn mau được viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện các đại Bồ Tát nên cùng thường tương ưng với sáu phép Ba La Mật Đa chẳng nên lìa nhau. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa, chẳng lìa bỏ nhau? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát quán như thật về sắc, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, quán như thật về thọ tưởng hành thức, chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, thì Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa, chẳng lìa bỏ nhau.